Xin chào tất cả các bạn, tôi là thành viên của Maka và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng nhanh sản phẩm lên Tiki. Thì Tiki có rất là nhiều cách để đăng sản phẩm lên, có thể là đăng thủ công này, có thể là đăng bán cùng với người khác, hoặc là chúng ta sẽ sao chép từ thằng khác. Thì đây là một cái tính năng rất là hay, cá nhân tôi cảm thấy nó rất là hay bởi vì nó đăng rất là nhanh và đăng được hàng loạt sản phẩm. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì để mà sao chép sản phẩm từ sàn khác thì chúng ta sẽ bấm vào đây, sao chép sản phẩm từ sàn khác nè, từ chỗ là sản phẩm đúng không nào, đây tôi thu nhỏ lại nè, bấm vào sản phẩm nè, bấm vào sao chép sản phẩm từ sàn khác đấy, thì nó sẽ ra đây. Thì chúng ta sẽ tiến hành bấm vào thêm sản phẩm sao chép và bấm vào từ Shopee. Thì ở đây nó cho phép chúng ta lấy link của Shopee để sao chép sản phẩm luôn nha các bạn. Đây, và bây giờ tôi sẽ tiến hành sao chép như sau. Tôi sẽ thực hiện vào một cái shop trên Shopee. Chúng ta có thể thực hiện là sao chép rất là nhiều sản phẩm, hoặc là chúng ta chỉ sao chép một sản phẩm nào đó, thì tùy chúng ta. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái link nào đó, ví dụ như tôi lấy cái link này chẳng hạn. Đây, và tôi bấm vào, tôi sao chép contingency, tôi sao chép cái link này và tôi dán vào đây và tôi xem sản phẩm. Cái đường link này chúng ta hiện nay chưa có lấy được cái đường link của sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy thử link shop thêm xem nào. Ok, xem shop contingency. Rồi thì cái đường link này xin lỗi các bạn, chúng ta nên dán lên shop nha và tiến hành xem sản phẩm. Rồi thì bây giờ nó sẽ hiện ra rất là nhiều sản phẩm của cái shop đó. Thì nếu như cái shop này là cái shop của chúng ta trên Shopee luôn thì chúng ta sẽ dễ dàng lấy được sản phẩm từ Shopee qua ha. Còn nếu như mà chúng ta chỉ muốn lấy một vài sản phẩm của cái shop nào đó trên Shopee thôi thì chúng ta sẽ thực hiện là tích vào. Ví dụ như là ở đây tôi sẽ thực hiện tích vào một cái sản phẩm này thôi chẳng hạn. Thì tôi chỉ muốn lấy một cái này thôi. Còn nếu như các bạn mà muốn lấy hết thì chúng ta chỉ việc tích vào đây. Đây thì nó sẽ tích tất cả luôn, thì chúng ta đăng hết lên được ha. Còn bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ và tôi đăng một cái này thôi. Sao chép tất cả sản phẩm sang Tiki nè. Đây, và ấn vào đây ha. Đây, sao chép các sản phẩm đã chọn nè. Còn sao chép tất cả thì nó lấy hết. Đây, tôi sao chép này. Thì khi mà chúng ta thêm cái yêu cầu thì nó sẽ báo là yêu cầu của bạn đã được đưa vào hàng chờ xử lý. Bạn vui lòng đợi cho tới khi xử lý được hoàn thành. Đóng cửa sổ này để xem trạng thái xử lý. Tại màn hình liệt kê danh sách thì bạn bấm đóng ở đây. Thì ở đây tôi có một kết quả là sao chép từ 16 giờ 13 phút 21 giây ngày 15 tháng 6 nè. Thì tôi đã sao chép và nó báo là đã sao chép thành công rồi, các bạn thấy không? Thì khi mà chúng ta sao chép thành công thì chúng ta có thể vào trong sản phẩm đó mà chỉnh sửa sản phẩm đó lại để mà chúng ta bán cho nó dễ hơn. Về cái giá trên Shopee thì rõ ràng nó khác cái giá trên Tiki rồi. Ở đây chúng ta cũng có thể xem kết quả ở đây nè. Có thể cái này nó chưa có thành công đâu ha. Mình chỉ xem vậy thôi chứ thực ra nó chưa có sao chép thành công sản phẩm này. Cái nào mà sao chép thành công thì chúng ta tiến hành xem kết quả thôi. Tải về được nha các bạn. Tải về xem được. Đây. Nó báo kết quả nè. Đây. Cái đôi giày này. Đây. Sao chép thành công nè. Đây. Lên trang Tiki đó. Thì như các bạn thấy nè, lúc nãy tôi có một cái sản phẩm là sao chép thành công đúng không nào? Thì tôi đã thực hiện tải cái file Excel về. Thì trong file Excel nó để cái tên như thế này. Đây, giày thể thao nam MD408, xanh đế trắng. Bên chỗ Shopee và link sản phẩm trên Tiki là như thế này. Thì kết quả là thành công. Thì tôi thực hiện vào trong cái phần sản phẩm trên Tiki. Và tôi bấm cái tên đó vào đây. Dán cái tên vào và ấn tìm. Thì nó sẽ ngay lập tức. Đây, tôi dán cái tên nó vào thì tôi tìm thì nó sẽ ngay lập tức nó hiện ra một cái sản phẩm mà tôi đã sao chép được. Thì tôi có thể bật bán luôn nha. Đây, tôi có thể bật lên để bán và các bạn thấy nó bị cắt cái hình nè. Thì khi mà các bạn đăng hình lên trên Shopee mà muốn sao chép sang Tiki thì các bạn phải đăng làm sao đó để mà cái hình đại diện á nó có cái sản phẩm mà nó lọt vào trong nè, nó lọt vào trong cái khung bị cắt, các bạn thấy không? Thì thường ảnh bên chỗ Shopee thì nó vuông, nhưng mà cái ảnh bên chỗ Tiki thì nó là cắt theo chiều dọc như thế này. Giống như cái ảnh chứng minh dân ấy, thì nó cắt như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy một cái ảnh nó bị cắt. Và nếu như mà chúng ta chụp ảnh sản phẩm mà chụp lố ra ngoài cái khung màu trắng này thì nó sẽ bị cắt đứt đi cái phần sản phẩm và trông nó rất là khó coi. Cho nên là chúng ta nên sửa cái sản phẩm lại, sau đó hãy copy ha. Thì như vậy nó chính xác hơn.
Rồi thì khi mà lên được rồi thì chúng ta có thể sửa cái giá bán ở đây ha. Bạn nào bán bên Shopee mà rẻ quá thì chúng ta sẽ sửa lại cho Tiki cho nó phù hợp với cái giá bán. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Nhớ like và share cái video này cùng với việc subscribe cái kênh Maca của mình để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.